các bạn ạ. À. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3. Ở bài số 3 này thì vẫn với hai kỹ năng nghe và đọc. Thì ở kỹ năng nghe, các bạn sẽ tìm ra xem cái chủ đề, cái nội dung nghe là gì. Còn ở phần đọc thì các bạn sẽ thực hiện với kỹ năng là chúng ta tìm ra nội dung sai so với nội dung chúng ta đã đọc. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu bài số 3 nhé. 누구예요? <laughs> 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. Bài số 3 các bạn ạ. À, thứ à, ký, 무엇에 대해 말하는지 고르기. 고르십시오. Các bạn sẽ có một cái nội dung chúng ta nghe và tìm tìm ra cái chủ đề của cái hội thoại mà chúng ta nghe đấy. Các cái chủ đề mà chúng ta có thể có là À, chẳng hạn như là gia đình hay là đất nước hay là quê quán hay là tuổi tác hay là ngày tháng gì đấy các bạn ạ à. các bạn sẽ có phần ví dụ đây sa 누구예요 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요 누구 ai từ để hỏi phải không các bạn 형 anh thung sen, em như vậy thì chúng ta có cái yếu tố ngữ pháp ở đây là danh từ ego danh từ ita 이것은 áo dài yì lá cái này là áo dài còn cái kia là nón lá khi mà cần nối hai cái danh từ nó có một cái nghĩa đồng đẳng tương đương với nhau thì chúng ta dùng 고이고 ý cố và câu sau là im gì đà hoặc là eo à 누구예요? đà new 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요 ai vậy người này là anh còn người kia là là em thì thì các bạn thấy đang nói về cái gì các bạn hôn thung sen anh em nói về kha chỗ, nói về gia đình các bạn ạ à, thì đó là cái đáp án đúng kha chỗ. với số 2, các bạn có na ra thì sẽ có là chẳng hạn như việt nam hay là hàn quốc giờ kia là việt 저기는 한국입니다 áp dụng lại cái mẫu văn phạm chúng ta vừa học đấy các bạn ở đây là Việt Nam còn ở kia là Hàn Quốc ví dụ như các bạn đang chỉ lên một cái bản đồ hay là cô hàng chúng ta có audio đi é so quá gì ta cho nên Hồ Minh cố làm quy nhân tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh còn chồng tôi thì đến từ quy Nhơn. ví dụ như vậy un đồng chúc khu bóng 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 đá

11번 이거 비싸요? 아니요, 안 비싸요. 한 개에 1000원이에요. 비싸다. 나닷. 안 비싸다. 하이라 사다. Có nghĩa là trái nghĩa lại là không mắc hoặc là rẻ. Chúng ta có từ danh từ chỉ đơn vị là 개. 한 개, 두 개, một cái hai cái hay là 열 개, 10 cái. À, chúng ta có thể có các cái à, danh từ chỉ đơn vị khác như là chan là ly hay là pyong là chai là chai là bình hay là khôn là quyển à, hay là khôn chúng ta có khôn là quyển nhưng mà won đó là là đồng tiền won ví như là ship 10 won cho non à, một mười won hay là một nghìn won chúng ta có các số đếm là hana thì sẽ là han ge tool tu 개, set chúng ta có xe 개 hoặc là net sẽ có nè 네개 Ngữ pháp ở đây các bạn sẽ có cái cách nói giá các bạn ạ, à. À, chúng ta sẽ dùng một cái sutra, nghĩa là một cái số đếm, rồi kê là cái e một cái giá bao nhiêu one eo ví dụ bằng han ge cho no be e, một cái bánh thì giá là 1.500 won, hay là check han won mè man e cho no e, một quyển sách là giá một 12.000 won. Trở lại với câu của chúng ta. 이거 비싸요? 아니요, 안 비싸요. 한 cho Đang nói về vấn đề gì các bạn? Hai người này đang nói về cặp, có nghĩa là giá cả. Các chủ đề còn lại, mặt là lạ, là mùi vị thì có thể là ngon, không ngon hay là cay, mềm ta, ta, ngọt hay là sư ta, đắng 나의 겸 웰, 히라다, 라의 웰, 나의 웰, 히라다, 잎이 히라다, 잎이 히라다, 잎이 히라다, 잎이 히라다, 잎이 히라다, 잎이 히다히다 히라다, 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 히다 히라다, 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 히라 12번 오늘 회의는 몇 시예요? 어제하고 같아요. 3시예요. 어제, hôm qua. 오늘 là hôm nay. 내일 là là ngày mai. Chúng ta có cách nói giờ. Giờ sẽ là 시. Phút sẽ là gì các bạn? 분 và giây sẽ là 초. 몇 시? Hỏi mấy giờ? Có thể trả lời xe xi xăm ship ở đây các bạn lưu ý cách dùng số đếm nhé khoe là một cuộc họp chúng ta có một cái văn phạm ở đây kata kata là giống taruta là khác các bạn có mẫu câu là danh từ hago kata giống với cái gì đó ví dụ như là bánh te sinh bánh tét đấy các bạn bánh te sinh tóc hago kata bánh tét thì giống như là giống với với to hay là chúng ta có chữ taruta thì cũng tương tự như vậy danh từ hago taruta thung sen hơn onni hago thalayo em thì khác với khác với chị trở lại với câu của mình onul heinin mioshiyo oche hago katayo sesiyo chúng ta đang thấy mioshi mấy giờ sesi ba giờ vậy thì câu hỏi với câu trả lời đang nói về si gan nói về thời gian. Các chủ đề còn lại, sang il là sinh nhật thì có thể nói có liên quan tới son mui, quà tặng hay là cake, bánh sinh nhật. Nói về nai cha thì phải có ngày, chẳng hạn như là o ship oil là ngày sư sư này, ví dụ vậy. Hay là nai thì các bạn sẽ có nói về tuổi, ba tuổi chẳng hạn, xe sai hay là il gốp sai, 7 tuổi. 13번 저는 요리하기를 좋아해요. 민수 씨는요? 저는 시간이 있을 때마다 산에 가요. 13번 저는 요리하기를 좋아해요. 민수 씨는요? 저는 시간이 있을 때마다 산에 가요. 요리하다. chúng ta có động từ có nghĩa là nấu nướng, nấu ăn. À, tương tự các bạn có một số từ liên quan tới yori như là yori sa là thợ nấu hay là yori pop là là cách nấu shigani itta có thời gian ngược lại là shigani opta sane kata đi núi hay là chúng ta có danh từ cộng với chữ ma ta ví dụ như là mỗi ngày chúng ta sẽ có nai ma ngữ pháp các bạn sẽ học ở đây chúng ta có chữ ki cộng với động từ sẽ tạo thành một danh từ. Ví dụ như các bạn có động từ yuri hata, yuri ha Các bạn có chữ chua hata là thích. Thì trước đó sẽ là một danh từ cộng với ư hoặc là rư. Ví dụ kim chi rư heo. Nhưng mà dùng chữ kim chi là một danh từ đúng không các bạn? Các bạn dùng động từ thử xem. kimchi chi -ki", Việc làm kimchi. kim chi. Kim chi mạnh đư rư heo. Hay là... Kimchi chi một kỳ đứa chùa hèo tôi thích cái việc ăn kim chi nhưng mà tôi lại không thích việc làm kim chi ví dụ đó là cách mà các bạn có thể dùng với động từ cộng kỳ ngoài ra các bạn có thể có cái cấu trúc là te động từ các bạn cộng với ul hoặc là ri cộng với chữ te thì lúc đó có nghĩa là khi là lúc chẳng hạn như là khi đi khai te khi ăn một ư khi gặp mà đó lại với câu của chúng ta này. 저는 요리하기를 좋아해요. 민수 씨는요? 저는 시간이 있을 때마다 산에 가요. Ở đây từ khóa của chúng ta có chữ 좋아하다, thích. 시간이 있을 때마다, mỗi khi có thời gian. Tôi thì thích nấu ăn, còn Minsu thì sao? Mỗi lúc có thời gian thì tôi đi núi. Vậy thì đang nói về gì các bạn? 취미. 취미 활동. À, đó là nói về cái hoạt động của mình về hoạt động sở thích của mình đúng không các bạn các chủ đề còn lại các bạn thấy son mùi son -mul hata son hagi là việc tặng quà hay là son sa sagi việc mua quà hay là son mul -baki, việc nhận quà chẳng hạn khe trời các bạn có mùa chẳng hạn như là bom xuân gió rừng hạ khá thu kiểu đồng sa chin 사진 찍다. 사진 찍기. 얘라 사진 보기. 14번. 내일이 쉬는 날이에요? 네. 내일은 한글날이라서 쉬어요. 14번. 내일이 쉬는 날이에요? 네. 내일은 한글날이라서 쉬어요. 내일 là ngày mai đúng không các bạn? À, chúng ta có một cái chữ nay là ngày thì chúng ta có thể dùng nó với một cái định ngữ bổ nghĩa cho nó ira nin này ngày làm việc ira ta ira nin này hoặc là ngày ngày nghỉ thì các bạn có tương tự vậy các bạn sẽ nói gì suy ta suy nin này ngày nghỉ chẳng hạn hay chúng ta có khả nin này ngày đi hanh gư là là ngày hanh ở đây chúng ta có một cái ngữ pháp đó là ra so hoặc là ra so bởi vì là nêu lên một lý do các bạn ha 학생이 ra so, 없어요. Bởi vì tôi là học sinh cho nên tôi không có tiền. hay là akira ra so, 잘 몰라요 Bởi vì là con nít cho nên không biết. trở lại với đáp án của chúng ta 내일 쉬는 날이에요. 네, 내일은 한글 쉬어요 các bạn có nói về cái gì các bạn suy nên này ngày nghỉ suy là à, nghỉ ngơi vậy thì đây là nói về Hiu in là là ngày nghỉ suy nên này đúng không các bạn các đáp án còn lại do hen là đi du lịch du lịch thì sẽ có những cái liên quan như là san núi bata biển he nước ngoài hay là kita xe lửa biên à, máy bay hay là yoi thì các bạn có những cái thứ như là từ thứ hai đến thứ bảy này hay là si là thời tiết thì các bạn cần có pi là mưa nè, nun là tuyết này, may hay là ta là lạnh, topa là nóng chẳng hạn. Ilkyon gọt kim gì đã? Chúng ta sẽ làm phần đọc ở đây các bạn sẽ tìm nội dung ilchi hachi an siêu nội dung không đúng các bạn ạ ở đây các bạn sẽ có một nội dung mà khi chúng ta đọc thì nó là một cái mẫu quảng cáo hay là một cái mẫu hướng dẫn hay là một cái mẫu thông báo nào đó các bạn sẽ quan sát hình ảnh nhé rồi chúng ta xem các chi tiết trong đó và tìm trong các đáp án đúng phần nào à, phần nào câu mà chúng ta sẽ chọn sẽ là câu sai với cái nội dung mà chúng ta vừa được đọc ví dụ ở đây các bạn có một cái số sai shipper các bạn có một cái tranh trong đây viết là ilan yong han 컴퓨터를 팔아요. 가격, 연락처. Rồi chúng ta có bốn cái cái cầu để chọn lựa. Trong đây thì các bạn sẽ có chữ saion ha ta, có nghĩa là sư ta, sử dụng hay là dùng. Computer là máy tính. Palta là bán. Ngược lại chúng ta có sa ta là mua. Kha kẹo là giá. Yên lạc cho sẽ là số liên lạc. Ngữ pháp ở đây các bạn có động từ cộng với ni-ưn hoặc là ưn rồi cộng với danh từ có nghĩa là động từ này sẽ bổ nghĩa cho danh từ ví dụ như sa-đun han computer là cái máy vi tính mà máy vi tính như thế nào đã dùng rồi sa-đun ha sa han computer hoặc là kan sa-đám người đã đi rồi hay là một kinh to cái bánh tóc đã ăn rồi trở lại với nội dung các bạn đã đọc thì các bạn thấy như thế nào 1년 사용 컴퓨터를 팔아요. Bán cái máy tính đã sử dụng được một năm với giá với số liên lạc. Những câu chúng ta phải chọn đó là gì các bạn? E computer 10만 원입니다. Cái máy vi tính này giá là 100.000 won. Câu số 2. E computer 1년 동안 샀습니다. Máy này đã dùng được một năm. Câu số 3. 이 사람은 컴퓨터를 받고 싶습니다. Người này muốn nhận cái máy vi tính Câu cuối cùng, computer를 사고 싶으면 이메일로 연락합니다. Muốn mua thì liên lạc tới cái địa chỉ email. Câu đáp án đúng sẽ là gì các bạn? Câu số 3, 이 사람은 컴퓨터를 받고 싶습니다. Người này muốn làm gì các bạn? Computer를 팔아요. Muốn bán cơ. Computer를 팔고 싶습니다. Chính vì thế mà câu sai, câu có nội dung sai là câu số 3. Trong khi một, hai, bốn đều là cầu đúng. Ở đây các bạn thấy cái cấu trúc động từ cộng cô ship ta là muốn. Chúng ta học rồi phải không? Chính quyền mà Nago ship xuống ta. Tôi muốn gặp bạn tôi. Sa ship il bón. Ở đây các bạn sẽ có một cái tranh để quan sát. Thì các bạn nhìn thấy cái tranh này là gì? Là một cái tin nhắn trong điện thoại. Đúng không các bạn? Chè là chè cho ủi Là của tôi. Yeah, các bạn ha. thùng sen. Thùng sen thì có thể có 5 thùng sen. Vô thùng sen là em. up thủy, trước và sau. Huê xa là công ty. Copy shop, quán cà phê. Chúng ta có chữ chu tà. Thì đó là cách dùng uh, thông thường. Chúng ta có chữ thư đi tà là cách dùng kính trọng. Thư uh, đi tà là... Và nó chuyển thành danh từ. Khi mà danh từ dùng ở một cái nội dung cuối thư, chúng ta sẽ viết thư rim là kính thư, kính bút. Ngữ pháp ở đây các bạn có thì quá khứ các bạn ạ. À. At, ot, hoặc là yod sẽ được cộng vào với động từ để tạo thành quá khứ. Ví dụ như kata sẽ thành là kata. Ota sẽ thành là watta. Irata sẽ thành là iretta. À, các bạn có biết là nếu mà động từ có nhóm oa thì sẽ cộng với at. À, tất cả các động từ còn lại chúng ta cộng với ot. Riêng với động từ có ta các bạn sẽ cộng yod thì nó sẽ trở thành hết ta. Ở đây chúng ta cũng học luôn cái thì tương lai đi các bạn. Có nghĩa là sẽ thì chúng ta sẽ dùng động từ cộng với can. Ví dụ, nail hakyoe kagetsumida. Trở lại với nội dung mà chúng ta có đây, cái mẫu tin nhắn Minsu shi gửi Minsu. Je dongsaengi Em tôi đã tới. Kureso, vì thế mà. Chigum ap coffee vì thế mà bây giờ tôi đang ở cái quán cà phê trước công ty. Han xie hue sae Một giờ tôi sẽ đi đến công ty. Chi hen thư điểm là à, kính thư. À, cái cái mẫu tin nhắn này là do cái người gửi là chi Vậy thì gửi cho ai các bạn? Gửi cho min su với cái nội dung như vậy. Các bạn chị em chọn xem nội dung nào sai này. Chi hen xe thùng xe nghi em của chi hân đến đúng không đúng coffee shop ấy, hay sa cái quán cà phê ở ở trong cái công ty ở trong công ty không các bạn không câu số 3 coi chị hân chị nến han chi hay sa gì ta có phải nói là chị hân đi sẽ đi đến công ty lúc 1 giờ không các bạn đúng rồi chị hân chị su chi ghé Messi chỉ 시현 đã gửi tin nhắn cho min -su. À, các nội dung nào đúng, nội dung nào sai, các bạn xem nào. Chúng ta thấy nội dung sai đó là Coffee shop은 회사 ane Không phải bởi vì sao? Trong nội dung tin nhắn là 회사 앞 Coffee shop. Nghĩa là Coffee shop은 회사 ap 있습니다. Chính vì thế câu số 2 sai. 12번 hiên quốc cái một cái buổi hòa nhạc tên là hạnh phúc có các cái thông tin gì gì đó 초대합니다 hâm gì ta rồi các bạn có khi gan thời gian 일시 si, giờ giấc trang địa điểm 음악회 là một buổi biểu diễn ca nhạc các bạn à, ạ 초대하다 ta là mời khi gan thời gian này 일시 si, giờ giấc trang là địa điểm chúng ta có chữ me chu me chu chu là tuần Meju là mỗi tuần Toyoil là thứ bảy Ohu là buổi chiều Thì đối nghĩa với buổi chiều các bạn có thể có chữ 오전 Trong đoạn này thì chúng ta có ngữ pháp là Chodehata Mời đến dự một cái gì đó Thì các bạn sẽ có E Chodehata Ví dụ Party E Chodehamnita Sinh il party E Mời đến cái tiệc sinh nhật Hay là Kyoron Chô tèm ta Mời đến cái đám cưới Chúng ta có E so và ca chỉ Đó là từ đến Ví dụ như là uh, từ bao giờ đến bao giờ Chúng ta có thể nói là I chon ship u nhón Parol i ri re so Parol sam ship ca chỉ Là từ ngày 1 tháng 8 Đến ngày 31 tháng 8 Trở lại với nội dung Mà chúng ta có này Heng bô ư ma khoe cái cái, cái 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 buổi biểu diễn ca nhạc mang tên là hạnh phúc ừ, má khoe gì ta mời các bạn đến cái cái buổi văn nghệ khi gán là ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến ngày 31 tháng 8 in -si. giờ dấ làèù thu do tôi là 8 giờ chiều 8 giờ tối mỗi mỗi tuần vào thứ bảy và trang số là Hà Nội Công là cái công viên Hà Vì thế nên chúng ta chọn ở đây câu nào sai đây các bạn? Hà Nội Công Quận này số hâm gì ta? Chúng ta thấy ở chỗ chăng số đúng không? làm ở công viên Hà Đúng rồi. Câu số 2 Thu vui mà ta ở mà gì ta? Chúng ta cũng thấy là mẹ chú thu đúng không các bạn? mỗi thứ bảy cũng đúng luôn. Còn số 3 Yêu mà anhâm gì ta trong suốt một tháng các bạn có thấy từ ngày 1 tới ngày 31 tháng 8 không cho nên câu số 4 là câu Câu chúng ta đang cần đây yêuhen chắc không gì ta cái buổi văn nghệ này sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ các bạn xem này à, ở công viên thì đúng này rồi mỗi mỗi thứ bảy cũng đúng này rồi trong một tháng cũng đúng nhưng mà hu vô có nghĩa là lúc 8 giờ chứ không phải 7 giờ các bạn chọn ra cho mình câu sai đó là immer immer que nên ilopsie si chắc gì ta không phải ilopsie mà là dolopsie si chắc hâm gì ta ở đây các bạn có thể học thêm một tí cách phân biệt giữa e với e so e so là tại các bạn ạ à, một hành động nào đó diễn ra tại đâu đó trong khi e sẽ là đích đến thôi các bạn nha à, ví dụ như chúng ta có hq e so hâm gì ta tôi học tại trường hay là yọt à về khu mà năm gì tôi gặp bạn ở trước cái ga tàu điện ngầm à, là e một cái hành động nào đó diễn ra tại nơi nào đó trong khi e thì chỉ là đích đến thôi h u khăm gì ta tôi đến trường thuông xe ngến h u gì hay là ở tại trường thôi chứ không có làm cái hành động gì diễn ra ma tá bằng với me nhưng mà chữ me thì sẽ dùng trước danh từ còn mata thì dùng sau danh từ. Shigan mata có thể nói tương tự là me shigan. Chúng ta có chữ thung an có nghĩa là trong suốt, nghĩa là từ giờ nào đến giờ nào đó. Thì chúng ta nói là trong suốt khoảng thời gian đó. Ở bài số 3, các bạn đã làm gì với kỹ năng nghe nào? Các bạn phải tìm ra chủ đề của nội dung chúng ta nghe đúng không? Chủ đề này thì là các cái chủ đề rất dễ chúng ta thường gặp. Chẳng hạn như là ca chốt là gia đình này hay là quốc ca là đất nước này hay là khôi hăng là quê quán hay là chiếc góp là nghề nghiệp chẳng hạn đó là các chủ đề chúng ta thường gặp vậy thì các bạn sẽ nghe các từ khóa để tìm xem cái chủ đề mà chúng ta vừa nghe là gì còn với phần đọc thì sao các bạn lưu ý ở phần đọc này chúng ta tìm nội dung sai đúng không ạ à? À, như vậy thì chúng ta sẽ bằng cách là các bạn đọc rồi các bạn lưu ý những cái từ uh, quan trọng trong đó và uh, quan trọng là các bạn sẽ xem ở phần đáp án sẽ có những cái câu mà nó có thể sai một phần hay là nó có thể không có đề cập đến trong bài thì đó là những nội dung sai mà các bạn cần tìm ra ở uh, bài này mình sẽ giúp các bạn một tí xíu đó là các số đếm trong tiếng hàn à, các bạn có nhớ tiếng hàn chúng ta có hai loại hình số đếm đúng không một loại là số thuần hàn các bạn có hana, thul, set, net à, và một số là số hán hàng các bạn có il, i, sam, sa tùy theo số thuần hàng hay số hán hàng mà các bạn sẽ dùng trong những trường hợp khác nhau một ví dụ đơn giản là ví dụ như các bạn khi nói thời gian chúng ta nói hansi ship open hansi thì các bạn đã dùng số thuần hàng trong khi khi nói phút thì các bạn lại nói ship Open, có nghĩa là các bạn đã dùng số hán hàng như vậy thì khi nói với các đơn vị các danh từ chỉ đơn vị ví dụ như là han ghé thu kè hoặc là à, chúng ta nói về người han sa đắm thu sa đầm thì chúng ta sẽ dùng số thuần hàng còn một số trường hợp khác như là chúng ta sẽ nói tiền này à, hay là chúng ta nói uh, ngày tháng chúng ta nói chúng ta lúc đó thì các bạn sẽ dùng số hán hàng phân biệt hai hệ thống số đếm này sẽ giúp các bạn tự do hơn và các bạn sẽ nói đúng trong tiếng hàn các bạn ạ. À.